À, trên tay em đây là cái Dendro nắng bà liễu anh chị, cây tơ. Hiện tại thì chia sẻ với nhà mình là chậu phi 12 ha, cây thì chuẩn hoa rồi, cái lô này nó đã ra hoa bối. Giao lưu với cái nhà mình cái giống này thì cái này bị dập lên chị. Giống này thì em giao lưu với cái nhà mình là combo 3 chậu là 240.000 ha. Anh chị em mình đặt hàng thì cứ liên hệ với em. Bà liễu này cây cao tầm một gang tay này. Cao một gang tay ha. Cây rất lực. Dòng này cây khỏe lắm anh chị. Thì bà liễu này bà liễu xưa, anh chị em đặt hàng thì cứ liên hệ ha. Hiện tại thì cơm phí ship thì đồng giá 39.000 trên tất cả các đơn hàng. Anh chị em đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Mặt bông thì nở trên thân rồi, cho nên anh chị em mình tham khảo mặt bông thì có thể xem giúp em ha. Ủa nó đẹp. Cái khung bông này là bà liễu xưa nha anh chị ơi, cho nên anh chị em đặt hàng thì cứ yên tâm ha. Về mặt bông, một combo thì em ship cho anh chị mình là combo là 3 chậu để về mình ghép một chậu lớn á. Thì cách chăm thì cũng bình thường thôi, mùa này thì dễ rồi anh chị, mùa này thì làm rễ rất là nhanh, không phải mùa không còn mưa ha. Thì anh chị mình cứ để khô thoáng 2 ngày đi, nhận hàng về để khô thoáng 2 ngày anh chị, rồi cả nhà mình cứ kích rễ bình thường thôi, kích rễ nhẹ thôi là nó ra rồi anh chị ha, không có nhất thiết phải thay hết dừa, mình cứ bẻ bớt thôi, bẻ bớt một phần thôi, cái anh chị mình thay giao thông vô cho nó thoáng. Gom vô mẫu chậu lớn anh chị mình chăm nó khỏe hơn, và cái bông nó nhiều lắm, dòng này nó cao lắm anh chị, cao thể lên tới 1 mét lần. Và sản phẩm này thì khi mà trưởng thành mà cái độ tuổi mà nó lớn thì anh chị mình cũng thấy em bán những cái chậu lớn giá tới 300-350, nhiều khi có chậu tới 500 á, thì những cái chậu đó thì nó ra bông tới 5-7 giò bông, nhưng mà hiện tại hết hàng rồi. Mấy chậu lớn thì anh chị em sưu tầm nhiều quá hết hàng anh chị ha. Đó, thì giao lưu với cái nhà mình cái lô này thì hàng lần này về thì về anh chị mình chăm lại. Cây này chơi hoa Tết được nha cả nhà. Hàng đứng ngọn nha, chuẩn bị đứng ngọn ha, rồi đứng ngọn có luôn. Rồi cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay. Anh chị mới đặt hàng thì anh chị mình cứ liên hệ ha, qua số điện thoại của em ha. Hiện tại thì cái lô này cây còn tơ rất là đẹp luôn. Anh chị đặt hàng thì quá khỏe luôn ha. Lô này quá đẹp anh chị. Rồi cảm ơn cả nhà ha. Cả nhà mình đăng ký kênh ủng hộ giúp vườn Lan Minh Thắng nha cả nhà. Hiện tại thì bông thì chuẩn hoa rồi, khỏi sợ ha.